Chào mừng các bạn đến với lại kênh show Mystery Tarot của Huỳnh Kim Ngân. Các bạn hãy tập trung vào câu hỏi của chủ đề hôm nay, nhìn vào màn hình và chọn vào hình ảnh bạn thấy thu hút nhất nhé. Các tụ theo thứ tự từ trái sang phải là tụ 1, tụ 2 và tụ 3. Sau đó các bạn có thể xuống phần mô tả để chọn khung thời gian của tụ đó nhé. Bạn nào chưa biết phần mô tả nằm ở đâu thì để mình hướng dẫn. Tại phần tiêu đề của video, nhìn về phía bên tay phải màn hình sẽ có mũi tên hướng xuống. Bạn bấm vào đó sẽ thấy ra được cái phần nội dung mô tả. Và bạn nhìn xuống và bấm vào chữ thêm hoặc hiển thị thêm nếu là đang xem trên máy tính. Thì ở phần nội dung phần mô tả sẽ có để đầy đủ các thông tin là chọn tụ. Hoặc là nếu như bạn nào muốn liên hệ đặt lịch xem riêng với Ngân thì có thể bấm vào cái phần thông tin của Facebook cá nhân hoặc của Instagram. Còn bạn nào muốn liên hệ các sản phẩm bài Oracle của SMT thì có thể chọn vào fanpage hoặc là Instagram, hoặc có thể mua trên TikTok và Shopee nhé. Rồi bây giờ chúng ta sẽ vào các tụ bài luôn nhé. Có phải bạn vẫn hay đau đầu về người mình yêu thương, người mình mong nhớ, không thể nào hiểu được tâm trạng của người ta, không biết người ta nghĩ gì về mình, có điều gì chưa muốn nói với mình, có điều gì giấu mình? Thì qua đây, show Mystery Tarot đã tạo ra hệ thống bộ bài thông điệp phần 1 và phần 2 tâm tư thầm kín để giúp cho bạn có thể hiểu thêm về đối tượng đó. Qua đó bạn có thể biết được tâm tư của họ và biết cách đối xử với họ. Hiện tại bộ bài đang bán trên TikTok, Shopee và YouTube. Hello, xin chào các bạn tụ 1. Hôm nay Ngân sẽ làm về chủ đề là đã lâu rồi không gặp, người đó có nhớ bạn không? Nhìn cho bất kỳ đối tượng nào bạn nghĩ đến nha. Mình bắt đầu trải bài đây. Nên xem bài cho các bạn tụ 1. Nhờ Tarot xem giùm cho các bạn tụ 1. Người mà các bạn tụ 1 đang nghĩ đến á, đã lâu rồi tụ 1 và họ không gặp nhau. Không biết những người đó có thấy nhớ các bạn tụ 1 không vậy? Cho mình xin năm lá. Du kiếm, chính gậy, bốn kiếm, ace kiếm, kỵ sĩ kiếm, kiếm giữ. Có nghĩ tới á, nhưng mà không phải kiểu nhớ nhung như bạn mong đợi. Ngân sẽ bổ sung ở dưới, nhưng mà ở trên ta giải trước nha. Ra kiếm không như thế này thì chắc chắn là người ta có nghĩ tới bạn rồi đó. Nhưng mà cũng tùy, có lúc nghĩ, có lúc không. Nhưng mà số lần nghĩ vẫn nhiều hơn nha. Nhưng mà nhìn vô đây thì kiểu cái cách nghĩ nó không có được tích cực. Thường ra nhiều kiếm á, là đại diện cho phiền não. Suy nghĩ nhiều quá, đôi lúc mình tới hay vui vui nói là overthinking á, nghĩ nhiều á. Thì mà thật sự ra kỵ sĩ kiếm luôn mà thì nghĩ quá nhiều. Năng lượng của kỵ sĩ kiếm là năng lượng phán xét nhanh, nghĩ nhiều mà không có lời giải đáp. Vua kiếm là người lập luận và vua kiếm là người logic, lý trí bảo vệ bản thân. Thì tớ không biết là mối quan hệ của bạn người này như thế nào, lần cuối cùng đã xảy ra chuyện gì và tại sao người này không nhắn tin nói chuyện nữa hoặc ngắt kết nối hay gì đó, tớ không biết. Nhưng mà nhìn vô thì người ta có một cái sự dè chừng, có một cái khoảng cách nào đó trong cái việc mở lòng với bạn ha. Có nghĩ tới luôn, có nghĩ ra tới thì mới ra kiếm. Còn nếu như không nghĩ tới thì nó chỉ đơn giản là nó phè phỡn thôi. Còn đây là có nghĩ tới nhưng mà cái dạng suy nghĩ là đặt mình vào người đi ha. Nếu như mà ra những cái lá như thế này tớ cảm giác như là họ nghĩ lại về những gì đã trải qua giữa bạn và họ, và họ cố gắng nhìn lại cái vấn đề coi là như thế nào và tại sao nó lại ra như thế này. Tại những cái lá kiếm thiên về logic mà, thiên về kiểu phân tích suy nghĩ, phán xét vấn đề đó. Mà càng suy nghĩ lại càng rối, càng suy nghĩ thì lại ra kỵ sĩ kiếm đúng không? Từ vua kiếm trưởng thành này nọ, kiểm soát suy nghĩ tốt thì lại ra kỵ sĩ kiếm, thì có xu hướng là phán xét, đánh giá. Đôi lúc tùy tình cảnh mà kỵ sĩ kiếm còn có nghĩa trách móc nữa nha, tùy nha. Thế nên nhìn vô đây tôi thấy là bạn này chắc chắn là nghĩ tới bạn, nhưng mà không phải cái kiểu nhung nhớ quá mực mà, quá kiểu tình cảm ủy mị. Giờ mình sẽ bổ sung ở dưới nha, biết đâu ở dưới ra cốc. Nhờ Tarot xem giùm cho các bạn tụ 1. Người mà các bạn tụ 1 đang nghĩ đến á, người này có thấy nhớ các bạn tụ 1 không? Dưới vua kiếm, dưới chính gậy, dưới bốn kiếm, dưới ace kiếm, dưới kỵ sĩ kiếm, dù cốc. Ê, thiên ghê ha, giờ hỏi dưới có cốc. Chung quy có cốc là một tin mừng, tại ít ra người ta cũng còn cảm xúc với bạn, mặc dù vua cốc là kiểm soát cảm xúc, nhưng mà miễn sao có cốc là mình còn hiểu là người ta còn để cái tâm của họ vào.
ý là ra kiếm thì cũng thấy người ta để tâm rồi, nhưng mà thường á, cái cảm xúc mà nếu như mà không có bất kỳ cảm xúc nào thì nó sẽ lạnh ngắt, nó sẽ khô khan lắm. Nhưng mà ở đây người ta vẫn có lá bồ cốc với bạn, nghĩa là tình cảm còn, tình cảm còn mà lại suy nghĩ nhiều, có cái xu hướng là buồn bã ở đây nữa, ra ba kiếm luôn. Thì tớ biết chắc là cái tâm người này không thể nào an yên, dù hai người đã không nói chuyện, không gặp nhau, hoặc là lâu rồi không gặp, người ta vẫn nhớ tới bạn á, mà hầu như là nhớ tới những chuyện bất ổn hoặc là không vui với hai đứa không à. Giống như kiểu một cái hiểu lầm gì đó mà không gỡ ra được, thì cái gút mắc hiểu lầm đó vẫn mãi tồn tại trong lòng vậy đó. Cũng có thể người sai là họ, họ là người đã làm gì đó có lỗi với bạn, nên ở đây chúng ta có lá bảy kiếm liên quan tới việc né tránh nhận lỗi, né tránh nhìn vào sự thật cũng nên. Hoặc ngược lại, có thể bạn cũng làm gì đó hoặc là nói gì đó quá thẳng thắn với họ chăng, tại kỵ sĩ kiếm liên quan tới trách móc, hoặc cũng có thể có nghĩa liên quan tới việc là bị tấn công. Thì nếu như trong quá khứ bạn từng quá thẳng tấn công họ bằng những lời nói phán xét nè, chỉ trích nè, than phiền nè, họ cũng có thể sẽ né tránh bạn kiểu như vậy. Hầu như ai cũng sẽ đa phần bị vướng vào lỗi này ha, tại mình dễ trách lỗi người ta hơn trách lỗi bản thân. Cái cách của người này nhìn về mối quan hệ này là một mối quan hệ có nhiều nỗi buồn, có nhiều những thứ khiến cho người này cảm thấy giống như họ đang vui vẻ bình thường đi ha, thì khi họ quen bạn, ban đầu họ cũng sẽ có niềm vui, họ mới chọn ở lại. Nhưng càng về sau thì cái niềm vui đó mất đi, mà thay vào đó là những sự hoang mang, những sự bất an, những sự bấp bênh, không rõ làm sao để chiều lòng bạn, không biết như thế nào để có thể giữ cho mối quan hệ này cân bằng. Từ từ á, người ta lại càng không làm vừa lòng bạn, thì bạn lại buồn, bạn lại thất vọng. Thí dụ vậy đi ha, thì bạn là kỵ sĩ kiếm, bạn tấn công đến người ta, bạn tấn công bằng những lời lẽ, bằng những cái thái độ không vừa lòng của bạn á, thì người ta sẽ bắt đầu tách xa bạn ra. Đó là kịch bản đầu tiên mình thấy. Còn kịch bản thứ hai là người này người có lỗi, là cái người mà đã làm gì đó khiến cho bạn giận, khiến cho bạn tổn thương đau lòng, thế là bạn cũng dùng những lời lẽ đó trách móc hờn giận người ta, thì người ta cũng lại né, người ta chưa sẵn sàng nhận lỗi của bản thân. Đó là những cái cảnh mà người ta nhớ lại. Hoặc có thể là kịch bản thứ ba là chả ai làm lỗi với ai cả, nhưng mà người này có thể là trong cái giai đoạn mà không được ổn định và người ta muốn tách bản thân ra khỏi bạn để người ta tìm cái sự bình yên của riêng tâm mình. Và ở đây các kỵ sĩ kiếm thì có thể là người ta nhìn đâu cũng tiêu cực á, và chính cái sự tiêu cực này khiến cho người này không thể nào duy trì mối quan hệ với bạn. Thì dù là lý do gì, mình thấy người này vẫn nghĩ tới cái điều đó, và người ta một là trách móc bạn, hai là trách móc bản thân, hoặc ba là trách móc cả hai đứa, hoặc là cảm thấy mối quan hệ này có nhiều cái chưa có thuận xuôi á, chưa có thuận buồm xuôi gió á, khiến cho bạn này cảm thấy là bay tiền đúng không, là có lẽ đây không phải là một cái kèo thơm, có lẽ đây là một cái mối quan hệ mình chưa nên dính vào quá sâu. Nhưng mà thật sự đã sâu rồi, đã sâu rồi mới ra ba kiếm, mới ra buồn bã đúng không. Nếu như không quá sâu người ta sẽ không quan tâm, còn quan tâm còn buồn nghĩa là nó đã dính một cái gì đó rồi. Thì chung quy là người đó nghĩ tới bạn, người ta còn tình cảm với bạn, nhưng cái xu hướng nó sẽ thiên về kiểu chưa thoải mái, chưa thể quên những chuyện đã qua, và nó hơi tiêu cực một tẹo nhá. Ok, vậy cho bạn lời khuyên luôn nha. Ok, chúng ta đang xem bài cho các bạn tụ một. Nhờ Tarot xem giùm coi với câu hỏi ngày hôm nay là lâu rồi không gặp thì người mà các bạn tụ một nghĩ đến có thấy nhớ các bạn tụ một không, thì câu trả lời là có. Nhưng mà cái kiểu nó không vui vẻ lắm, thì không biết Tarot có lời khuyên gì cho các bạn tụ một không? Bài khuyên bạn cũng suy nghĩ lại cái hành trình đó, nếu như trong tâm bạn vẫn chưa buông bỏ được đối tượng này. Bằng chứng là bây giờ bạn đi xem bài nè, xem bài nghĩa là một là trong tâm bạn kiểu tò mò họ thôi, kiểu là cũng cạch mặt nó rồi nhưng mà tò mò không biết dạo này nó sống sao, mình còn kg mà trong lòng nó hay không, thí dụ vậy đi ha. Hoặc thật sự bạn vẫn còn rất nặng tình, hoặc có cái gì đó bạn chưa nhìn thấu rõ đó, thì Ace kiếm khuyên bạn là đừng né tránh vấn đề, nhìn thấu rõ vấn đề đi. Những cái lá kiếm là những cái lá như mình nói ha, lập luận logic sự thật. Ace kiếm là mạnh mẽ lên, nắm lấy sự thật đó, nhìn cho thẳng vấn đề tại sao lại như vậy, cái tâm của bạn như thế nào bạn phải rõ trước. Cái tâm bạn còn quan tâm là bạn phải đồng ý là còn quan tâm nè, đừng có dối lòng nè. Cái tâm bạn còn buồn giận cũng phải đồng ý là mình còn buồn giận nè. Và những cái sự buồn giận đó từ đâu? Từ trách lỗi người ta hay là do mình đã không cố gắng? Và cái lỗi của họ là lỗi gì? Ví dụ vậy, bạn cứ tiếp tục phân tích ra cho tới khi bạn nhìn thấy sự thật. Mình cứ hay khuyên vậy á, tại hành trình của mình cũng y chang à. Hồi đó mình cũng không có biết
vấn đề ra sao á, mình cứ đặt những cái câu hỏi là tại sao người này lại im lặng với mình, tại sao mình nói chuyện với người ta như nói chuyện với bức tường, tại sao người ta không nói lại gì với mình, người ta coi thường mình à, thí dụ vậy. Tự nhiên mình đi suy diễn mà mình không có được đáp án, mình rất là tức, mình rất là bực. Mãi về sau á, trong khi là không gặp cái đối tượng đó nữa, thì mãi về sau Ngân tự quán lại á, Ngân mới hiểu ra thì ra người ta không nói là tại vì người ta biết nói ra cũng không thay đổi vấn đề. Và thứ hai, nếu như người ta làm cái gì đó mình lại phật lòng, mình lại nổi đoá lên, mình lại nói rất là thẳng thắn với người ta. Đó tại sao mà Ngân nhìn bài Ngân có thể liên hệ được ngay, tại vì thật sự ra tự mình trải nghiệm. Nếu như mà ai á đã có những cái trải nghiệm á, thì người ta nhìn những cái lá bài người ta sẽ liên kết được tốt hơn. Và vì hành trình của Ngân là một tarot reader nên Ngân sẽ trải những cái thứ mà nó chung quy sẽ giống như hành trình của tất cả mọi người, để Ngân thấu hiểu cái vấn đề đó là gì. Ngân đưa ra lời khuyên thì Ace kiếm đại diện cho bạn là hãy đi tìm đáp án, hay nhìn thấy rõ vấn đề. Khi thấy rõ vấn đề, tâm bạn sẽ không chấp nữa, bạn sẽ hiểu vấn đề, bạn sẽ thấy sự thật, bạn sẽ cho bạn bản thân của bạn cái sự yên bình ha. Bảy gậy, thấy vấn đề rồi thì giải quyết vấn đề. Cái Ace kiếm là bảy gậy, gậy đại diện cho hành động, bảy gậy là chiến đấu không ngừng, chiến đấu không thối lui dù có bao nhiêu vấn đề. Chẳng hạn như mới đầu mình phát hiện là người ta không muốn nói chuyện với mình là tại người ta biết là người ta nói ra cũng không thể giải quyết được vấn đề, đó là một gậy ha. Hoặc là thứ hai là người ta biết là nếu như người ta quen mình á, mình sẽ nhìn thấy rõ tường tận con người của người ta, mình sẽ coi thường người ta, gậy thứ hai đó. Rồi thứ ba, chẳng hạn như có quen được đi ha, thì tầm chưa đến một năm cũng đã chia tay tại quá nhiều mâu thuẫn đến từ hai đứa, gậy hư đó. Tiếp tục những cái cây gậy này nọ, hoặc người ta sẽ không đáp ứng được những gì mình mong cầu, mình cũng chẳng đáp ứng được những gì mình mong cầu, mình cũng chẳng hiểu được cho người ta, đó là những cái gậy. Sau khi mình nhìn ra mình thấy quá trời gậy tấn công đến mình luôn, mình phải làm gì? Bảy gậy, chiến đấu với những chiếc gậy này, không có trốn. Cuối cùng hai tiền, dĩ nhiên trời, sau gậy là tiền luôn, thú vị nha. Tiền á đại diện cho những giá trị thực tế, thế thì nếu như mà hai tiền là bấp bênh, mình thấy khó khăn mình sẽ hơi dễ bấp bênh, tại vì nó không như mình mong đợi. Nếu như nó theo mình mong đợi, mình sẽ vui vẻ, mình sẽ thuận hòa, mình kiểu như nắm chắc phần thắng trong tay. Nhưng mà nó không như mình mong đợi, nghĩa là mình sẽ phải bấp bênh chấp nhận sự thật nè, bấp bênh để làm sao mình chỉnh lại cái quan điểm trước đó của mình về điều này nè. Trước kia mình luôn nghĩ đó lỗi mình, hoặc mình luôn nghĩ đó lỗi họ, nhưng mà bây giờ mình nhìn thấy vấn đề rồi, không phải lỗi ai cả, chỉ là nó không phù hợp cho nhau thôi. Và cái điều này là cái quan điểm mà mình cần phải chấp nhận. Hai tiền ha. Rồi, nếu như mà trải bài này đem lại cho bạn câu trả lời rõ ràng thì bạn có thể nghiền ngẫm, hoặc là xem lại lần nữa, hoặc có thể chia sẻ với bạn bè của bạn nếu họ cũng có những cái gút mắt giống bạn ha. Đôi lúc mà chia sẻ cho người khác nghe cái đáp án á, thì bạn cũng có thể sẽ dễ tìm được cái đáp án của bản thân mình hơn. Giống như khi mình gặp khó khăn cái gì á, mình khuyên người ta liên quan cái chủ đề đó, mình giống như là nó sao ta, cái tâm của mình phát ra cái lòng tốt liên quan cái vấn đề đó đó, thì tự nhiên cái may mắn phước đức này nọ nó sẽ giúp cho mình lại qua cái vấn đề đó. Mình không biết là mình nói gì các bạn có hiểu với mình không, nhưng mà nếu như bạn đang gặp vấn đề phiền não và bạn hiểu người khác cũng đang vấn đề phiền não như bạn, bạn đã tỉnh rất rồi, hãy chia sẻ điều đó với người ta hả, thì bạn sẽ giúp được cái khó khăn của riêng bản thân bạn. Đó là những gì mà Ngân trải nghiệm, Ngân cảm thấy là vậy nha. Nhiều đôi khi mà Ngân có vấn đề, Ngân sẽ làm về chủ đề đó để giúp các bạn có đáp án, thì tự nhiên cái vấn đề đó của Ngân á được có đáp án, thú vị lắm. Ok, đó là những gì mà Ngân muốn truyền tải đến các bạn tụ một nha. Các bạn tụ một thấy video này hay, đừng quên để lại một like, subscribe, đăng ký kênh, ủng hộ kênh của Ngân. Và nếu các bạn có muốn đặt lịch xem riêng với Ngân, có thể nhắn Ngân qua Instagram và qua Facebook cá nhân nha. Ok, see you guys later. Goodbye. Có phải bạn vẫn hay đau đầu về người mình yêu thương, người mình mong nhớ, không thể nào hiểu được tâm trạng của người ta, không biết người ta nghĩ gì về mình, có điều gì chưa muốn nói với mình, có điều gì giấu mình? Thì qua đây, Soul Mystery Tarot đã tạo ra hệ thống bộ bài thông điệp phần 1 và phần 2 tâm tư thầm kín để giúp cho bạn có thể hiểu thêm về đối tượng đó. Qua đó bạn có thể biết được tâm tư của họ và biết cách đối xử với họ. Hiện tại bộ bài đang bán trên TikTok, Shopee và YouTube. Hello, xin chào các bạn tụ hai. Hôm nay Ngân sẽ làm về chủ đề là đã lâu rồi không gặp á, người đó thấy nhớ bạn không? Người đó có thể là bất cứ ai ha. Bạn nghĩ đến đối tượng đó và Ngân sẽ bắt đầu trải bài cho các bạn. Nên xem bài các bạn tụ hai, nhờ Tarot xem giùm coi người mà các bạn tụ hai đang nghĩ đến á, đã lâu rồi các bạn tụ hai không gặp họ, không biết là những người đó có thấy nhớ bạn tụ hai không? Cho mình xin 5 lá. The Emperor, 4 gậy. Temperance, Ace gậy, 2 cốc.
Bổ sung luôn đi. Với Emperor, với bốn gậy, với Temperance, với Ace gậy, với hai cốc, năm gậy, nữ hoàng kiếm, Chariot, The World, du kiếm. Thấy còn nhớ mà, còn tình cảm nhiều mà. Nhưng mà kiểu như bạn với họ giống nhau quá hay sao, nên không ai chịu thừa nhận với nhau là còn nhớ. Bạn đừng mong người kia thừa nhận. Người kia vừa ra Emperor, vừa ra vua kiếm hoặc nữ hoàng kiếm thì cái tôi cao ấy bạn. Cái tôi cao thì không phải chỉ có bạn có, người kia cũng có thôi. Mà hai người cùng cao thì ai chịu nhường ai, đúng không? Nhưng mà mình đang nói là người kia sẽ, dù bây giờ người ta đang trong trạng thái như thế nào, thì hiện tại hoặc trong tương lai gần người ta cũng sẽ nhớ tới bạn nha. Thậm chí là người ta còn mong đợi muốn gặp lại, mặc dù người ta biết là mối quan hệ này cũng nhiều cái nó không có vừa lòng nhau, cũng khác biệt dữ quá ấy. Thậm chí người ta cũng biết là bạn giống y chang người ta cũng gồng, bạn cũng gồng, người ta lý trí để bảo vệ bản thân thì bạn cũng lý trí bảo vệ bản thân. Thậm chí bạn này có một thời gian là từng nghĩ tới chuyện là có thể là nên move on á, nên move on, không có nên chấp mối quan hệ này đó. Người ta từng nghĩ vậy luôn, mà thấy là vẫn không có dứt khoát được. Người ta vẫn mong muốn có thể kết nối và gặp mặt một lần nữa. Nếu đã lâu rồi không gặp ha, tình cảm vẫn còn nhiều luôn. Mà không phải là bạn này không quên được bạn, thật sự có thời gian bạn này cân bằng được khá là tốt. Nhìn vô bạn này kiểm soát cân bằng cảm xúc tốt mà. Mà chắc là kiểu trái tim muốn thứ nó muốn á. Mình thà dịch dậy khi ra Ace gậy với hai cốc. Dù tôi có lý trí, dù tôi có nhìn thấy bản chất mối quan hệ chúng ta không hề hợp nhau đâu, nhưng mà giờ tôi vẫn còn thích chơi với bạn, tính sao giờ. Kiểu vậy. Thậm chí có ra trên Ace gậy đủ, giống như họ cũng suy nghĩ là có khi bài học đến đây kết thúc rồi, hành trình đáng lẽ đến cách đây là đến đây là kết thúc rồi, nhưng mà tại sao tôi vẫn nhớ tới người này nè. Kế là vua kiếm hai cốc, nếu như mà trên không có hai cốc á mà là một cái lá khác mà nó theo kiểu là chẳng hạn như tám cốc đi ha, thì nó sẽ có nghĩa là buông bỏ hoàn toàn. Nhưng mà ở trên lại là hai cốc thì dù người này có cố gắng tìm những cái lý do để lý trí này nọ, thì cuối cùng người ta vẫn cảm thấy kết nối tình cảm với bạn, người ta vẫn muốn gặp lại lần nữa, người ta vẫn muốn có cuộc nói chuyện. Thậm chí là người ta, nếu như mà năng lượng của nữ hoàng kiếm với là vua kiếm mà người ta cũng biết rõ tánh bạn nhà họ đó, nhưng mà người ta vẫn có một cái tia hy vọng liên quan tới việc làm kiểu nên có một cái sự thay đổi trong cách đối đãi. Nếu như mà gặp lại lần nữa thì cũng đừng có nên cứ căng thẳng với nhau như thế này. Mà nhìn nhìn vô thì tôi chắc chắn là biết là bạn này muốn gặp rồi, ra lá bốn gậy, muốn được tái hợp, muốn được nhìn thấy. Nên là không những chỉ nhớ trong lòng mà muốn thực hiện cái điều mình mong cầu thành sự thật luôn ấy. Thêm hay có gì đâu. Sáu kiếm, có gì đó vẫn còn buồn trong lòng, chưa 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 dứt bỏ được cái tâm trạng buồn đó. Hoặc có thể là người ta đã cố gắng đi lên hành trình phía trước, ngừng liên lạc với bạn để không phải bị buồn nữa. Rồi, tình cảm nhiều quá, cố gắng tới đâu thì cũng vẫn còn chấp niệm nè. Dù cố gắng quên mà vẫn không thể quên được, tạm thời nói là vậy đi ha. Kiểu lý trí thì kêu là thôi, rõ ràng người này không hợp, thôi mối quan hệ này giờ cũng đâu đi đâu nữa đâu, mình dừng nói chuyện nó cũng dừng nói chuyện luôn, nó cũng đâu cố gắng gì về mình đâu, sao mình cứ nhớ nó hoài. Nhưng mà đáp án ra nữ quan cốc thì nhớ vẫn là nhớ. Cảm xúc vẫn nhạy cảm, thật ra vẫn còn rất là quan tâm tới bạn nha. Trên đây mình không biết là người ta còn stalk Facebook này nọ của bạn hay không, nó không có la ra những cái lá liên quan tới stalk, nhưng mà ra những cái lá liên quan tới tâm, vẫn còn để tâm tới. Tình cảm vẫn còn nhiều và vẫn còn muốn bạn, chỉ là người ta đang cố gắng lý trí để người ta không quá lụy thôi. Có thể thấy là vậy, thấy thương bạn nhiều mà ta, thương nhiều nhưng mà tự trọng cũng cao, không cho bạn biết cái điều đó được. Tại bạn biết điều đó thì chắc gì bạn đã cho người ta cái người ta muốn, hoặc là bạn hả hê
hay là bạn sẽ cười vào mặt người ta, nhẽn đầu người ta ngồi, có nhiều cái gọi là cái lo âu, cái bất an của người ta sinh ra đó. Nên là không thể nào nói là sao nó thích tôi mà sao nó không bày tỏ gì hết. Những cái bất an đó khiến người ta chuẩn lại, thì bạn có thể tự đặt mình vào bản thân của họ. Không phải lúc nào người ta cũng có cảm xúc rồi người ta cũng nghĩ tới chuyện thôi nói ra cho nhẹ lòng đâu. Không phải ai cũng nghĩ đâu. Có nhiều người thật sự cái nỗi sợ lo âu của họ nó lớn hơn cái sự bình yên trong lòng nhiều. Và họ cũng có thể nghĩ rằng sau một cái thời gian tôi sẽ quên đi thì tôi lại có sự bình yên thôi, kiểu vậy. Có nhiều người sẽ chọn cách là đợi tới khi hết duyên á, vượt qua bài học bằng cách chịu đựng. Mình thấy cảnh đó ra xảy ra rồi mà. Còn có nhiều người là phải nói ra vấn đề, phải bày tỏ bộc bạch được thì mới được tìm được sự bình yên. Thì tùy thôi, mỗi người có cái cách đối diện khác nhau, miễn sao cuối cùng bạn đạt được mục đích của mình là được. Thì cái bạn này á, mình thấy là tình cảm còn muốn gặp luôn, nhưng mà khi nghĩ tới cái chuyện mà gặp hay không gặp á, thì người ta đấu tranh giữa cảm xúc và lý trí, kiểu như là người ta cũng mong muốn là nếu như mà gặp lại á, thì bạn cũng nên nhiệt tình vui mừng cùng với họ. Người là nữ hoàng cốc thì chắc chắn là tìm vua cốc rồi, họ là vua kiếm thì họ biết là nữ hoàng kiếm là bạn, thí dụ, hoặc là bạn là nữ hoàng kiếm, hoặc họ là nữ hoàng kiếm thì bạn là vua kiếm, thì nó cái năng lượng nó sẽ là kiểu cương với nhau thế nào, mà đứa nào mềm trước. Thì họ bên trong nữ hoàng cốc thì họ biết họ là người nhạy cảm, họ không muốn là người nhường, họ lại mong, thí dụ họ là nữ hoàng cốc thì họ sẽ mong bạn là vua cốc, là bạn kiểm soát cảm xúc tốt hơn, bạn cái người là hãy check list mối quan hệ đi, thí dụ vậy, mình ví dụ ha. Nhưng mà hài hước ở chỗ là bạn này có Emperor, là bạn này lại thích kiểm soát mối quan hệ. Thấy kỳ không? Muốn bạn check list nhưng mà lại muốn kiểm soát mối quan hệ. Chung quy là đời không bao giờ đi được theo cái bản thân muốn ha. Thì hôm nay là Ngân chỉ phân tích tâm trạng của người này để cho bạn hiểu cái tâm trạng, cái cách suy nghĩ của người này phức tạp ra làm sao. Tại sao người ta nhớ bạn, người ta không chủ động này nọ, tại nó phức tạp như vậy đó. Yeah. Nhưng mà cũng đừng có trách người ta, tại mình nhiều khi mình cũng phức tạp mà, đúng không? giờ cho bạn lời khuyên nha. Trong mối quan hệ cũng không thể nào cứ bắt một người hiểu được, phải là cả hai cùng hiểu, phải nói chuyện với cả hai. Anyway, nhờ Tarot xem bài với các bạn tụ hai, xem coi có thể cho các bạn tụ hai lời khuyên không. Với câu hỏi hôm nay là người các bạn tụ hai đang nghĩ đến có thấy nhớ các bạn tụ hai sau thời gian không gặp không? Câu trả lời là có. Mà người này cũng thương còn tình cảm các bạn tụ hai nữa, mà họ phân vân giữa lý trí và tình cảm nên người ta không thể hiện. Thì có lời khuyên nào cho các bạn tụ hai không ha Tarot? The Moon. Bài nó cười. Bài cười nghĩa là kiểu thật sự là bài nó cũng không thể nào khuyên được rõ ràng đâu, tại nó liên quan tới phần cảm xúc của hai người. Nếu như mà bạn không nhìn rõ được cái tâm của bạn thì bạn cũng không nhìn rõ được tâm người khác, tại tất cả những cái gì mà bạn nghĩ trong tâm á, nó cũng là suy diễn, chưa chắc thật sự là người kia nghĩ gì. Bây giờ bạn coi trả bài, bạn biết người ta có tình cảm với bạn rồi, nhưng mà tới nghĩ ít nhiều thì trong tụ cũng sẽ có bạn nào đó có hiện lên một số những cái nghĩ trách móc tới đối phương, mà tớ không biết trách móc gì thôi, mỗi người sẽ trách móc một kiểu. Thì bạn hãy suy nghĩ lại, tại sao mình cứ thiên về cái việc trách móc, mình không nhìn rõ vấn đề, mình không nhìn rõ bản thân của mình. Khi mình nhìn rõ bản thân của mình rồi á, mình mới nhìn rõ đối phương. Thì khi mà nhìn rõ rồi thì mình sẽ hạn chế những cái việc buồn bã trách móc này nọ, mình sẽ tập trung vào cái việc giải quyết vấn đề. Thì mình giải quyết để cho cái tâm của mình bình an trở lại, để mình hết buồn, để mình hết si tình, mình hết phiền lòng, đúng không? Thì đó mới là cái chân lý mà bạn nên tìm đến. Chứ giờ nó ra Lost the Moon á, thì là mọi thứ nó chưa được rõ ràng, bạn không nhìn thấy rõ, bạn để cảm xúc của mình nó đóng chiếm lấy bạn, mà cảm xúc của bạn là gì bạn cũng không rõ luôn, nghĩa là không rõ về suy nghĩ mà cũng không rõ về cảm xúc luôn. Thì giờ khuyên gì đây, kỳ sĩ cốc? Giờ bài nó cũng nói là nếu như bạn còn thương, bạn còn tình cảm á, thì đi theo tâm đó mà làm, miễn sao cái tâm của nó không có hướng bạn đến làm những cái chuyện sai trái, hại mình hại người là được. Thí dụ biết người ta đã có chồng có vợ, bạn không tiến được thì cái này là phải chịu đựng mình thôi. Sanh tình cảm với người đã có nhân duyên mà đang trong mối quan hệ nhân duyên luôn, bạn tiến đến là sai cho bạn, sai cho người ta, cả hai đau lòng, không nên. Nhưng mà chẳng hạn như hai người độc thân chỉ là do cái tự ái nó đang cản trở thôi, thì bạn xem lại coi mình còn thương không, và nhìn rõ cảm xúc của mình. Nếu cảm xúc của bạn là kỵ sĩ cốc, là bạn còn thương, bạn còn muốn gặp mặt, bạn còn muốn tiến đến, tại sao không? Mình tiến đến mình sẽ có nhiều cái lo âu phát sinh, đúng không? Bạn có lo âu phát sinh thì người đó cũng có lo âu phát sinh.
thì lo phát sinh của bạn là không biết mình chạy đến mình cần người ta quá, người ta có bơ mình không, lại đặt ra những cái câu hỏi. Có ai xem phim Inside Out 2 không? Phim Inside Out 2 đang ra rạp nè, nên coi đi. Coi xong thì sẽ hiểu được cái việc chiến thắng nội tâm nó quan trọng như thế nào. Các cuộc chiến ngoài kia, chiến về tiền bạc, chiến về tình cảm, cuộc chiến về vũ trang này nọ, tất cả những cuộc chiến vẫn không có bằng cái cuộc chiến trong nội tâm ha. Vừa xem phim Inside Out về thì thấy về sau á, cái sự lo lắng của chúng ta khiến cho chúng ta overthinking, khiến cho chúng ta suy nghĩ nhiều và không nhìn rõ vấn đề. Thế nên á, đôi lúc bạn cần nên bình tĩnh chút xíu, nhìn thấu được cái lá đờ môn này, nhìn thấu những gì mà không rõ ràng, sau đó nhìn lại nội tâm của mình, phải chấp nhận là mình còn tình cảm, mình mới xem trả bài này, còn quan tâm người ta. Dù người ta có làm sai trái gì đó khiến mình giận, nhưng mà tuy giận đúng không, nhưng vẫn có cái gì đó vui. Mình mới nghĩ tới người ta có thể vui về quá khứ, vui về kỷ niệm. Người ta xuất hiện để làm chủ thể cho mình quán sát tâm. Không ai có trách nhiệm làm vừa lòng ai cả, đúng không? Cha sinh mẹ đẻ người ta, người ta chưa chắc đã phụng sự được cha mẹ người ta như mình. Nhưng mà trong quá trình chẳng hạn quen mình, yêu mình đi, người ta cũng từng làm cái gì đó tốt phụng sự mình rồi, đúng không? Thì đó, người ta đã từng cho đi, mình nên nhìn lại những cái đó, ví dụ vậy. Còn nếu như người ta không cho đi một cái gì cả, chỉ có ích kỷ và xấu xa với mình mà tại sao mình vẫn thương vậy, thì cái đó là do mình. Thì có thể mình có bài học liên quan tới bảo vệ giá trị của mình. Khi người ta không tôn trọng, người ta không phụng sự, người ta không cho mình cái gì hết, mình vẫn chấp nhận cho người ta làm tổn thương tới mình, thì đó là vấn đề của mình. Đó, thì là nhìn thấu những cái đó, nhìn lại cảm xúc của mình, và từ đó theo cái tâm đó mà làm những việc cần làm, miễn sao tâm đó không hại mình hại người. Hai practice rồi, ok. Là lá này thì bài nó cũng confirm lại đây là bài học của bạn. Cả The Moon và High Practice đều là những cái lá về thức tỉnh tâm linh. The Moon là nhìn không rõ, nhưng mà High Practice lại nhìn rất rõ, biết rõ đúng sai, cần phải quyết định như nào. Thì khi mà bạn nhìn rõ ra, bạn sẽ trở thành một cái người có một cái sự phát triển tần số cao hơn. Thì cái đối tượng mà bạn đang nghĩ đến á, người ta là cái chủ thể cho bạn học bài học á. Không có người này, bạn sẽ không sinh ra được những cái tâm buồn phiền, thất vọng, sân si, cầu mong, luyến ái. Bạn sẽ không có đối tượng để bạn học. Nếu như không có người này xuất hiện thì bạn rất là phè phỡn. Bạn lo tập trung vô câu chuyện của mình thôi, bạn đâu có sinh ra những cái tâm kia đâu. Bạn không có điều kiện để bạn thực hành. Nên người ta mặc dù gây phiền não cho bạn, có thể làm bạn tổn thương luôn nha, gọi là chung quy là làm những chuyện nó còn rất là kinh khủng, tớ nghĩ là nhiều bạn sẽ kể tội, thí dụ vậy đi. Nhưng mà nếu như không có đối tượng đó, bạn không có bài test ngày hôm nay để học. Coi như người ta là một bài test khó đi, giờ việc của bạn là giải được bài test khó đó là bạn tốt nghiệp, hiểu không? Nên bạn tập trung vào chuyện của bạn, họ chỉ là đối tượng để giúp bạn hoàn thành cái chương trình học này thôi. Có ai xem phim Tâm Sinh Tâm Thế Thập Lý Đào Hoa không? Xem đi, xem đi, sẽ hiểu rõ nhân duyên là cái gì. Nếu đã có nhân duyên á thì không cần phải làm gì hết, dạ qua và bạch thiện vẫn yêu nhau, đúng không? Còn nếu đã vô duyên thì nó vẫn luôn vô duyên đó. Và chẳng hạn như một cái ví dụ rất rõ về việc kịch bản và người kia là cái người nhân vật phụ để giúp mình hoàn thành bài học, đó là cái lúc mà độ kiếp giữa đế quân và con phượng cũ đi xuống giúp đế quân hoàn thành xong bài học về tình cảm đó. Không có phượng cũ, đế quân không thể hoàn thành nạn kiếp của mình, không trải được cay đắng tình yêu, không biết nỗi khổ của tình yêu là gì, thì ông sẽ không hoàn thành được cái bài học đó, không có đủ sức mạnh để chiến đấu cho những đợt sau. Thì mặc dù phượng cũ lúc đó đóng vai ác ngoại tình này nọ ha, nhưng mà sự ra cổ không ngoại tình, cổ chỉ là đóng cái vai đó thôi, nhưng mà cũng đủ làm cho đế quân đau khổ. Nhưng mà sau khi mọi người biết ra sự thật thì không ai trách ai nữa hết, thí dụ vậy. Thì khi bạn xem cái phim đó, bạn sẽ hiểu mình nói cái gì, tại sao trải qua những cái điều này mình lại thức tỉnh tâm linh ha. Mình có hybrid ở đây, nhìn thấy sự thật, nâng cao lên một tần số, tại tất cả mọi thứ đều là kịch bản thôi. Đôi khi mà Ngân khuyên các bạn như vậy, Ngân cũng hay vẫn còn dính vào đó. Đôi lúc Ngân phải tự quát lại bản thân mình là không, người này không phải cố gắng tệ vậy với mình, mà là người này chỉ đang chơi rất đúng kịch bản của họ thôi. Họ đang là vai xấu đó, và không có cái vai xấu này, mình sẽ không tìm cách để chiến thắng bản thân của mình. Tại mục tiêu cuối cùng vẫn là đi chiến thắng bản thân của mình thôi. Rồi, Ngân cần diễn giải vậy, không biết các bạn có ai có hợp nhân duyên để hiểu hay không. Nếu như các bạn hiểu thì mình sẽ mừng cho các bạn. Ok, chúng ta cùng nhau đi trên con đường này và học tập cùng nhau thôi. That's it. Rồi, Ngân xin dừng trả bài các bạn tụi hai tại đây ha. Các bạn tụi hai thấy video này hay và đúng, đừng quên để lại một like, subscribe, đăng ký kênh ủng hộ kênh của Ngân.
Và nếu các bạn có muốn đặt lịch xem riêng với Ngân, có thể nhắn tin với Ngân qua Instagram, qua Facebook, Messenger nha. Ok, see you guys later. Goodbye. Có phải bạn vẫn hay đau đầu về người mình yêu thương, người mình mong nhớ, không thể nào hiểu được tâm trạng của người ta, không biết người ta nghĩ gì về mình, có điều gì chưa muốn nói với mình, có điều gì giấu mình? Thì qua đây, Soul Mystery Tarot đã tạo ra hệ thống bộ bài thông điệp phần 1 và phần 2 tâm tư thầm kín để giúp cho bạn có thể hiểu thêm về đối tượng đó. Qua đó bạn có thể biết được tâm tư của họ và biết cách đối xử với họ. Hiện tại bộ bài đang bán trên TikTok, Shopee và YouTube. Hello, xin chào các bạn tụi ba. Hôm nay Ngân sẽ làm về chủ đề là đã lâu rồi không gặp thì người đó còn nhớ các bạn tụi ba không? Đây có lẽ là bất kỳ ai nha. Bạn có thể tập trung vô đối tượng đó, Ngân bắt đầu trả bài cho các bạn đây. Đang xem bài các bạn tụi ba, nhờ tarot xem giùm người mà các bạn tụi ba đang nghĩ đến á. Người này có còn đã lâu rồi không gặp các bạn tụi ba thì người này có thấy nhớ các bạn tụi ba không? The Hanged Man, The Fool, Strength, Nữ Hoàng Tiền. Ủa? Ha, bổ sung đi. Người mà các bạn tụi ba đang nghĩ đến, người này đã lâu rồi không gặp các bạn tụi ba, người này còn nhớ các bạn tụi ba không? Dưới Hanged Man, The Fool, His Strength, Như Nữ Hoàng Tiền, Như Nữ Hoàng Gậy. Ok, tưởng là gặp được tụ khác biệt chứ. Không mà nhìn trên thấy khác biệt thiệt mà, ai dè nhìn xuống thì... Ok, câu trả lời là còn nhớ nha. Nhưng mà người ta cũng move on được nhiều rồi đó. Mặc dù vẫn là vu cốc, nhưng mà người ta không có còn quá nhiều cảm giác như là trách móc như tụ 1, hay là không phải là kiểu quá thương nhớ như tụ 2. Thật ra tụ này là cái tụ mà tình cảm còn, nhưng mà song song đó thì người này cũng đang làm rất tốt cái công việc, tập trung vào hoàn cảnh hiện tại. Nên trong 3 tuổi thấy là người này đang có xu hướng là sẽ chữa lành được tốt nhất và có thể sẽ move on được nhanh nhất. Theo dự đoán thôi nha, dĩ nhiên là năng lượng thay đổi tùy vào từng người. Ai biết giờ người ta đang vui vẻ, 3 hồi, 4 hồi về sau quen nhầm người, lại buồn, lại nhớ, lại tiếc nuối các bạn rồi sao, ai biết được. Đời vô thường, không nói được gì hết. Mà nhìn vô đây tôi thấy là còn nhớ nha. Nhưng mà tại vì chúng ta nhìn cái trải trên mà không cần bổ sung á, thì tôi cứ nghĩ là bạn này đã kiểu move on được rồi, đang sống cuộc sống rất là bình yên, tập trung giá trị bản thân, tập trung vào hành trình hiện tại, kiếm tiền, làm đẹp cho bản thân, thu hút người mới. Kiểu như thấy ở trên rất là chill á. Bổ sung ở dưới mới thấy là thì ra vẫn còn năm cốc, là vẫn còn những cái nỗi buồn, vẫn cái nỗi lo hoặc là những cái hối hận gì đó đã không kịp trải nghiệm trong mối quan hệ này với bạn, hoặc đã không kịp nói, hoặc không kịp làm. Và vẫn còn những tổn thương nhất định từ mối quan hệ của bạn, người ta cũng có một chút đề phòng liên quan tới việc tình cảm, hoặc là chí ít là với bạn thì người ta cũng không thể nào vô tư được như ngày xưa, nghĩa là bạn có ảnh hưởng tới cảm xúc và suy nghĩ vẫn còn ha. Là năm ngày ra bu cốc nữa thì còn tình cảm luôn. Mà ở đây cũng có share là người ta ý thức được á, là trên thực tế người ta nên đi lên phía trước, gọi là move forward á, là đi lên phía trước á, chứ không phải là move on. Move on là kiểu 8 cốc, nhưng mà còn move forward là thôi mình còn thích đó, nhưng mà mình cứ tiến lên hành trình phía trước đi, kệ đi, kệ cảm xúc này đi, kiểu vậy. Nên là chung quy là còn tình cảm, còn nhớ đến, nhưng mà bây giờ bạn mà kiểu xuất hiện trước mặt người ta, cái người này á sẽ kiểu vô thường. Tại vì người ta trong 3 tuổi ta thấy tụi này tương đối chill nhất nha, chill nhất. Người ta sẽ không tỏ ra là còn nhớ, còn thương, mà người ta sẽ tỏ ra kiểu mọi thứ đều bình thường. Gặp lại hả? Cũng bình thường. Tại bây giờ họ đã là nữ hoàng tiền, nữ hoàng gậy, đúng không, là đã hiểu giá trị bản thân và đã biết cái chuyện gì nặng nhẹ nên tập trung vô rồi. Và người này cũng kiểm soát tốt cuộc sống của mình khi ra Emperor và Hangman, nghĩa là cái người này biết dần đúng lúc á. Mình sẽ thấy mặc dù cũng là Emperor giống tụ 2, nhưng mà nó không phải kiểu là kiểm soát vấn đề, mà kiểu như kiểm soát hành trình của cá nhân mình thôi. Người này đang tập trung vào sell lớp, tập trung vào hành trình cá nhân. Người ta đang cố gắng chiến đấu lại những cái cảm giác về nỗi buồn, lo sợ. Trung Uy nhìn trong 3 tụ thì tụ thứ 3 có vẻ là cái tụ liên quan tới việc là nâng cấp tốt nhất, năng lượng tốt nhất ha. Cái người mà bạn đang nghĩ đến, họ đang có sự nâng cấp đáng kể trong cái hành trình tâm linh, cảm xúc của họ. Những cái gì mà họ trải với bạn á, họ đã ra lá The Fool, nghĩa là họ sẵn sàng cho hành trình tiếp theo rồi. Những gì cần học với bạn họ cũng đã học xong rồi. Thì nghĩa là đây có The Fool chứ có phải, chứ có phải có The World, nghĩa là cái hành trình The World của bạn với họ đã kết thúc rồi á. Thì bây giờ họ sẵn sàng đi
đi phía trước, mà ở dưới đây á vẫn giữ lại một số những cảm xúc để bảo vệ bản thân họ, cảm xúc về tiếc nuối, cảm xúc về phải đề phòng nè, để đảm bảo hành trình tiếp theo của họ sẽ không lặp lại cái lỗi này nữa, hoặc là để bảo vệ bản thân tốt hơn. Tới vừa giảng cho tụi 2 giờ sang tụi 3, vừa mới giảng cho tụi 2 về kiểu như là mỗi người là một chủ thể cho mình quan tâm, thì tụi 3 quan tâm thành công nè, đang chuẩn bị move on nè. Đó, hiểu không? Thì cái bạn này á, trong cuộc đời của bạn, họ là một chủ thể cho bạn quan tâm, và bạn cũng là một chủ thể cho họ quan tâm luôn, thì họ đã quán thành công rồi đó. Họ nhận ra giá trị những gì cần làm, và họ học những thứ cần học, bây giờ họ bắt đầu đi lên phía trước. Đó, đó là những gì tôi thấy ở tụi này ha. Thì chung quy tóm gọn là người ta còn nhớ bạn như một bài học không quên, và tình cảm cảm xúc cũng còn luôn, nhưng mà đang trên hành trình tự khám phá bản thân và đi lên phía trước rồi, đang đi lên phía trước. Thêm lá nữa đây. À, thấy chưa, Ace tiền. Chung quy thì với bạn này ra cái lá Ace tiền đó, là Ace tiền ở đây mình sẽ có nhiều nghĩa. Nếu như là chẳng hạn phải nhìn trải bài chung đúng không, thì nếu như họ có gặp bạn, họ cũng sẽ ok, vui mừng cho bạn cơ hội tiếp nối với họ, tiếp nối nói chuyện với họ. Nhưng nếu như bạn không còn quay lại nữa, hoặc bạn cũng move on luôn, thì Ace tiền đại diện cho kiểu là họ sẽ cho bản thân của họ một cơ hội để làm lại từ đầu, hoặc để tiến lên phía trước. Giống như là Ace tiền là một cơ hội mà họ phải nắm bắt, thì cơ hội đó là gì á thì chỉ có họ biết. Và họ cảm thấy là nếu như cái cơ hội tiếp theo, nhân duyên tiếp theo mang đến cho họ cái gì á, họ cũng sẽ hoan hỷ mở rộng lòng mà đón nhận. À, kiểu của người này ha. Ok, để cho bạn lời khuyên nha. Đang xem bài các bạn tụi ba, nhờ Tarot cho các bạn tụi ba lời khuyên đi. Xem coi người mà các bạn tụi ba đang nghĩ đến á, à, họ đúng là còn nhớ các bạn tụi ba, nhưng mà cái kiểu tâm trạng của những người đó là họ đang ổn định dần và họ đang tập trung vào cá nhân của họ rồi. Thiết thì các bạn tụi ba nên làm gì ha? Hey Scott. Hey Scott. Hey Scott. Death. Oh. Kỳ sĩ kiếm. À rồi, ok. Một số bạn ở đây nếu như vẫn còn có cảm giác không vui, buồn bã, hoặc sau khi bạn nghe xong về đối tượng này đang có xu hướng đi lên hành trình phía trước ổn định, mà chứ không phải quá chật vật vì bạn, mà bạn có xu hướng cảm thấy buồn và thất vọng á, thì bài khuyên đừng nên như vậy. Đừng nên có những suy nghĩ đến việc là nó không có buồn gì mình, nó không có sầu khổ gì mình, nó không có mất ăn mất ngủ gì mình, là tự nhiên mình cảm thấy buồn. Đừng như vậy. Nếu như thật sự bạn quan tâm tới đối tượng này, hãy vui vì họ đã hoàn thành xong được bài học với mình. Họ đã thoát ra được bớt đau khổ. Họ chưa thoát hoàn toàn ha. Thoát hoàn toàn không có lá năm cốc. Chưa thoát được hoàn toàn, vẫn còn. Nhưng mà họ đang trên con đường chữa lành cầm tầm 70-80% rồi đó. Thì bạn nên hoan hỷ là bạn không có gây nghiệp cho người ta nữa nha. Yeah, người ta vẫn còn buồn và mình là mình còn nghiệp đấy. Yeah. Và ra Ace Cốc là bạn hãy dùng cái tình cảm của sự vui vẻ hòa giải, trao đến chúc phúc cho người ta. Cái này hơi khó tùy vào cảnh bạn như người ta đã trải qua cái gì nha. Có nhiều bạn sẽ ở dưới kiểu như là trời ơi, nó lừa tình mình, nó làm mình đau khổ, mà bây giờ nó có thể sống yên biển lặng vậy hả, nó có thể move on dễ dàng vậy hả. Cái này tớ không thể nào quản thúc được cái tâm của bạn nghĩ gì. Nếu như tâm của bạn vẫn còn nhiều sự trách móc sân hận thì cứ để cái tâm đó ở đó, nhưng mà hãy dành thời gian quán lại từ từ. Tại khi bạn quán đi, bạn tha thứ bớt á, thì bạn bớt gánh nặng cho tâm bạn thôi. So với việc là bạn cứ giữ những cái tiêu cực đó, thì cái đầu tiên tổn hại là tâm của bạn. Người ta đâu có biết là bạn còn trách người ta đâu. Người ta đang trên con đường tiến lên phía trước rồi, tại sao bạn vẫn còn ở đây? Tại sao bạn vẫn còn nắm chặt lấy những cái sân si này? Đâu tốt cho bạn. Chứ ít là khi mình buồn như vậy á, là tâm của mình, mặt của mình nó đã đi xuống rồi. Thứ hai là buồn, giận thì tổn hại gan với tim, đúng không? Tự nhiên mình hại mình vậy. Đó, nên bài nó khuyên Ace Cốc là cái gì tha được thì tha, cái gì mở lòng được thì mở lòng. Còn cái nào chưa mở lòng được thì khoan hãy ép bản thân mở lòng, mà từ từ những sự thay đổi tích cực sẽ diễn ra để bạn có đáp án, để bạn bớt cái lá kỵ sĩ kiếm ở đây là bớt về những cái trách móc, những cái buồn phiền, hoặc là những cái kỷ niệm đã không vui trước đó. Tại sao bạn trách, bạn chấp về những cái kỷ niệm không vui? Là tại bạn nghĩ những chuyện này có thật. Nhưng mà nếu bạn nhìn thấy rõ hơn là mọi thứ nó đều chỉ là một kịch bản, nó không có thật. Đối với bạn là có thật rồi đó. Đối với Ngân, trong hành trình của Ngân, Ngân vẫn nghĩ nó là thật. Nhưng mà một
download gọi là lâu lâu á, nhưng có thể thấy được là hồi tại sao mọi thứ nó diễn ra như một kịch bản vậy, nó đến rất đúng lúc, nó đến lúc mình cần luôn, mặc dù đó là điều tiêu cực. Nhưng mà tự nhiên mình nhìn ra được từ từ á, cái mình hiểu là à thì ra có một cái gì đó liên quan tới kịch bản, là cái người này đến chỉ để mình học cái bài học này thôi. Họ có thể đóng vai tốt hoặc đóng vai xấu, hoặc là tiểu nhân hoặc là quý nhân, nhưng tất cả bọn họ đều có một cái vị trí phù hợp trong từng giai đoạn của mình, ứng với cái tâm của mình nha, để mình cần biết cái điều mình cần biết. Ok, nếu như bạn muốn hiểu hơn về những gì mà Ngân đang nói, các bạn có thể coi lại tụ 2, mà coi ở cái phần lời khuyên của tụ 2 á. Cái phần lời khuyên của tụ 2 có thể áp dụng cho tụ 3, nhưng mà tại Ngân lười khuyên lại. Các bạn có thể đến tụ 2 không cần nghe cái đoạn đầu của tụ 2 đâu, nghe cái đoạn lời khuyên của tụ 2 thôi, thì bạn sẽ hiểu cái gì gọi là kịch bản, cái gì gọi là người ta đang là chủ thể cho bạn quan tâm. Thì bạn đừng có quá chấp vào những cái đó để mình sân si. Mình sân si mình hại mình thôi, người đó không có biết gì đâu. Đó, dù bạn có trách móc ra thì là cái người đó họ chỉ thấy ghét bạn hơn thôi. Đó, tại họ cũng nghĩ điều này là thật, họ chấp vào cái sự thật đó. Đó, chứ họ không phải là bậc thánh nhân gì mà có thể thấy được là à, tôi không chấp những lời nói này của bạn thì những lời này sẽ quay về với bạn đâu. Người ta không có phải những người đã chứng quả, rất là bình thường luôn, và tâm chấp của họ y như tâm chấp của bạn luôn, nên khỏi chấp người ta, mệt. Bây giờ mình lo làm việc với cái tâm của mình, tâm mình bình an, tâm mình hạnh phúc, tâm mình đi đến bến bờ an vui là mình xong hành trình của mình, được chưa? Rồi, Ngân chúc các bạn tụ ba hạnh phúc nha. Ngân xin dừng trả bài các bạn tụi ba tại đây. Các bạn tụi ba thấy video này đúng và hay, đừng quên để lại một like, subscribe, đăng ký kênh, ủng hộ kênh của Ngân. Và nếu các bạn muốn đặt lịch xem riêng với Ngân, có thể nhắn Ngân qua Instagram, qua Facebook cá nhân nha. Ok, see you guys later. Goodbye.